và các bạn đến với kênh Online 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhận chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Đông Nhi được chồng hộ tống đi khám thai trước ngày sinh, lộ luôn địa điểm sẽ đón con gái đầu lòng. Chỉ một vài tuần nữa là cặp đôi đẹp nhất showbiz Việt Đông Nhi ông Cao Thắng sẽ chào đón con gái đầu lòng. Bước vào những ngày cuối thai kỳ, vợ chồng Đông Nhi ông Cao Thắng đang tất bật chuẩn bị mọi thứ để chào đón công chúa nhỏ sắp chào đời. Trong một thời gian qua, Đông Nhi liên tục cập nhật những hình ảnh mới lên mạng xã hội để lưu giữ kỷ niệm lần đầu làm mẹ. Nữ ca sĩ được xếp vào hội những mỹ nhân V-Biz giữ vững phong độ nhan sắc khi mang bầu. Mới đây nhất, chúng tôi theo chân và ghi lại được loạt khoảnh khắc tình cảm của hai vợ chồng Đông Nhi ông Cao Thắng khi cùng nhau đi khám thai tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmed. Có vẻ đây là nơi Đông Nhi sẽ chọn để sinh em bé vì cô đi khám thai đã vào những ngày cuối thai kỳ. Đông Nhi xuất hiện với bụng bầu lớn, diện đầm suông thoải mái. Luôn không rời cô nửa bước là ông xã ông Cao Thắng. Sắp đến ngày sinh nhưng Đông Nhi vẫn giữ được thần thái tươi tắn, vóc dáng thanh mảnh gọn gàng. Được biết Đông Nhi chỉ tăng vỏn vẹn 8kg trong thời gian mang bầu. Đông Nhi rạng rỡ khoác tay ông Cao Thắng tới phòng khám thai. Hiện nữ ca sĩ đang ở tháng thứ 9 của thai kỳ. Nữ ca sĩ giữ được vóc dáng thanh mảnh gọn gàng. Cặp ông bố bà mẹ trẻ lúc này có lẽ đã rất nóng lòng để chờ đón con gái đầu lòng. Đang trong giai đoạn dịch bệnh, cặp đôi đeo khẩu trang cẩn thận khi đi khám. Cặp đôi trao đổi với bác sĩ tại phòng khám, ông Cao Thắng ngồi chờ bà xã. Anh là người ở bên chăm sóc và lo lắng cho Đông Nhi từng chút khi cô mang thai con đầu lòng. Sau khi khám xong, đôi vợ chồng lại tình tứ nắm tay ra về. Đông Nhi sẽ sinh em bé vào cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11 tới. Sau một đám cưới tuyệt đẹp, nhóc tỳ của cặp đôi cũng đang rất được các fan ngóng đợi.